Tại thị trường Việt Nam, nếu để nói mẫu xe nào dễ thương nhất và đẹp nhất dành cho nữ thì tôi sẽ chọn Mini Cooper. Nhưng mà mức giá đó thì không để yêu thương được. Nhìn đi nhìn lại, giá hợp lý, thiết kế đẹp, nữ tính, dễ thương, chắc chắn phải là Suzuki Swift. Đứng bên cạnh tôi là chiếc Suzuki Swift phiên bản 2020 siêu lướt, mới chạy có hơn 3.000 km thôi. Tôi mượn chiếc xe này từ AT Auto số 8 đường Thành Thái để gửi đến cho quý vị các bạn chúng ta cùng tìm hiểu. Và thông qua video này thì tôi cũng tranh thủ chào bán mẫu xe này cho AT Auto. Hiện tại thì bên họ đang chào bán chiếc xe này có giá là 585 triệu đồng. 585 triệu thì anh em hình dung là giá bán sẽ cao hơn giá xe mới chưa đăng ký. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi anh em lấy về là mình đi luôn, mình không phải mất thêm các thủ tục biển số rồi là thuế. Ví dụ như ở Hà Nội, nếu anh em đăng ký chiếc xe này là mất khoảng gần 100 triệu đấy. Xe mới bây giờ nó rơi vào khoảng tầm 660 thì họ bán ra 585, cũng là một mức giá khá là hợp lý. Nếu anh em cần chi tiết thêm về thông tin giá xe mới xe cũ thì xin vui lòng liên hệ với số hotline mà tôi đính kèm trên video. Quay trở lại với Suzuki Swift. Ở Việt Nam thì Suzuki Swift có một số các đối thủ, ví dụ như là Toyota Yaris, Mazda 2. Suzuki Swift có lẽ vẫn là chiếc xe đẹp nhất, ăn khách nhất, ưng ý nhất mà tôi đã từng trực tiếp cầm lái và trải nghiệm. Ở phần đầu xe thì anh em sẽ có một cái mặt ca lăng phải nói là cực kỳ dễ thương luôn. Ngoài cái logo này ra thì anh em sẽ có một cái giải đỏ như này, nhìn rất thích. Đấy, giống kiểu son môi phụ nữ ấy nhỉ. Đèn, phải nói đèn của Swift cực kỳ đẹp luôn. LED này, LED ban ngày này. Đấy, và quan trọng là nó thiết kế phải nói là đẳng cấp, một cụm đèn thực sự đẳng cấp luôn. Hiếm có một cái cụm đèn nào ở cái phần khúc xe dưới 1 tỷ mà có đèn đẹp như này. Đèn gầm sương mù đầy đủ hết nhá. Nằm dưới cái nắp máy này thì anh em sẽ có một khối động cơ là niềm tự hào của Suzuki, 1.2 lít số tự động vô cấp. Xe này chạy phố chỉ mất khoảng tầm 5 lít cho 100 km, thì anh đủ hiểu là nó tiết kiệm như nào luôn. Chạy rất sướng, mà Suzuki mà họ lúc nào họ cũng rất chạy, cảm giác chạy rất là đầm với bốc luôn. Lui một xíu xíu sang bên thân xe này, xe mới lăn bánh hơn 3.000 nên chắc là cũng chả cần phải nói nhiều nhỉ. Ta lông tất cả thứ còn nguyên, lốp như mới vừa lấy trong hãng ra luôn. 16 inch rất đẹp, phay cắt. Phải nói là từng cái chi tiết thiết kế trên mẫu Suzuki Swift này thì gần như là không để chê được luôn. Đặc biệt là về phần diện mạo bên ngoài, xi nhan trên gương, chỉnh điện, cụp điện, tay nắm cửa có nút bấm ở cửa thông minh, ra vào xe rất dễ dàng. Và đây, quả tay nắm giống như những mẫu xe Spark ngày xưa, nhưng mà nó phải nói là cực kỳ thích, cửa chắc lắm. Ok, đèn anh em nhìn cụm đèn sau này. Đèn trước đẹp như nào thì đèn sau đẹp y như thế luôn. Toàn bộ là full LED hết. Một cái thiết kế nhìn nó bo này, cực kỳ thích mắt. Mở cốp cho anh em xem thử cả. Cốp cơ thôi. À, cốp thì cũng không rộng được như kỳ vọng đâu. Tôi nghĩ là cốp nó phải rộng hơn nhiều cơ, nhưng mà tạm ổn. Lốp dự phòng la răng sắt thôi, hơi nhỏ. Và cái xốp mà nó làm màu trắng này nhìn ghê ghê nhỉ. Kể là màu đen thì đẹp hơn. Ok, cốp tạm ổn nhá. Đấy, phía sau này thì mình không có cảm biến lùi đâu, chỉ có mỗi cái cam lùi thôi này. Chiếc xe này là chủ mua, là định mua tặng vợ màu đỏ. Cuối cùng là hãng không có sẵn, lấy màu trắng, lấy về xong thì vợ không thích. Chạy có hơn 3.000, loằng ngoằng cái thì thôi bán. Ê, phí thật. Mua ngay Su Cầu Giấy, chỗ đối diện chợ Nhà Xanh ấy. Và bây giờ thì nó về, nó nằm ở Trần Thái Tông, Thành Thái. Anh em vào trong khoang nội thất nhỉ, xem bên trong nó như nào. Tôi sẽ ngồi thử luôn. Ghế hoàn toàn bọc nỉ hết nhá. Nói chung là cái này anh em lấy về chắc phải bọc da thôi. Và hình như là bên AT họ cũng đang khuyến mại một bộ ghế da cho khách ấy, nếu mà mua chiếc Swift này. Hàng ghế thứ hai ngồi khá là thoải mái, nhưng mà ghế cảm giác nó hơi dựng. Không ngả nó sau được, chỉ gập được thôi. Ghế sau hơi dựng nhá. Trần đi thoải mái, để chân các thứ thoải mái. Đấy. Đẹp đấy. Bên ngoài khả năng đẹp hơn bên trong. Bên trong ghế nỉ nó nhìn đã không ưa rồi. Mất tiền bọc thêm là không thích rồi. Vô lăng đẹp quá. Để nổ cái. Anh em nhìn vô lăng thích không? Đê cắt nhé. Thể thao nhưng mà rất dễ thương. Có cruise control, có điều khiển âm thanh, âm lượng, bluetooth nghe gọi. Ok, nhẹ này. Đấy, chị em chạy những cái xe này là quá ok luôn. Xe đẹp nhất tặng vợ có thể đấy nhỉ.
mới chạy có 3.448 km thôi. Đây. Còn nguyên bảo hành. Và giờ Swift là bảo hành 5 năm cơ, hoặc là 100.000 km. Bảo hành hãng luôn, đầu 7 inch. Điều hòa tự động nhá. Thiết kế đẹp thật. Số vô cấp. Còn chưa bóc hết ni lông. Đây, hộp số còn chưa bóc ni lông. Thôi để cho anh em nào hôm nào lấy bóc cho sướng. Phay tay dạng cơ. Tính năng an toàn của Swift thì đơn giản thôi, hai túi khí cân bằng điện tử. À xin lỗi, xe này không có cân bằng điện tử. Sẽ chỉ có hai túi khí này, phanh ABS. Nói chung chức năng an toàn thì hơi thua kém hơn so với đối thủ khác. Bù lại thiết kế rất đẹp, chạy thích. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, đồ đạc cũng rẻ, dễ thay thế. 585 triệu, nếu anh em có nhu cầu mua xe lướt này thì ghé qua AV Auto. Còn nếu mà anh em có nhu cầu mua xe mới thì vui lòng liên hệ với số hotline phía dưới nhá. Đừng quên like, subscribe và bấm nút chuông để cập nhật những thông tin mới nhất mới về Beautiful Car. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.